Sau khi đã lướt qua hệ bóng tối vào video trước, thì cái hệ duy nhất mà khắc chế được hệ bóng tối còn lại mà tôi chưa làm video đó là hệ bọ. Thì ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cái hệ ác mộng của nữ chính đầu tiên trong anime nhé. Nghe cái tên của hệ này thì chắc hẳn đa số anh em sẽ có cái cảm giác là chúng nó yếu yếu thế nào. Thì đúng thật, ít nhất là vào thời hệ đầu tiên, bởi vì chiêu của nó yếu mà Pokemon của nó cũng chẳng mạnh. Thế còn đến thời điểm hiện tại thì Pokemon hệ bọ thể hiện ra sao? Vào thời điểm mà tôi ghi âm video này thì có tổng cộng 85 Pokemon mang hệ bọ, bao gồm cả con Cleaver của bản Pokemon Legend Arceus. Trong đó, thế hệ game có nhiều Pokemon hệ bọ nhất là Gen 5 với 18 con, còn ít nhất là Gen 6 chỉ có 3 con thôi. Hệ bọ đã có kết hợp với 14 trong số 17 hệ còn lại, đông đảo nhất là hệ bọ và bay với 15 loài, còn có 3 hệ chưa xuất hiện đó là bọ rồng, bọ thường và bọ bóng tối. Những Pokemon của hệ này thì dĩ nhiên rồi, chúng nó là côn trùng, đủ các thể loại từ ong bướm, bọ hung, bọ ngựa, bọ rùa, nhện, rết, bò cạp, ve, dế cho đến muỗi và gián. Và cả các nhà Double và Crustle, chúng nó được dựa trên loài cua ẩn sĩ, nhưng làm thế nào đấy chúng nó vẫn trở thành hệ bọ trong Pokemon. Về mặt công kích, các chiêu thức của hệ bọ có thể gây gấp đôi sát thương lên hệ cỏ, siêu linh và bóng tối. Hệ cỏ là bởi vì mấy con côn trùng hay ăn lá cây, còn siêu linh và bóng tối thì chắc là tại vì họ không nghĩ ra được cái hệ nào nữa mà đi sợ mấy con côn trùng. Những hệ mà có thể kháng được hệ bọ là lửa, giác đấu, bay, độc, ma, thép và tiên. Nghe đã thấy mệt rồi đúng không? Bị kháng bởi những 7 hệ thì hiển nhiên đây là hệ tấn công dở nhất rồi. Một chút an ủi là ít ra hệ bọ không bị cái gì miễn nhiễm. Về mặt phòng thủ, các Pokemon hệ bọ có thể kháng được một nửa sát thương từ những chiêu thức hệ cỏ, đất và giác đấu, trong khi nhận gấp đôi sát thương từ lửa, đá và bay. Nghe ba ba có vẻ không nhiều nhặn gì lắm, nhưng hệ bọ lại kháng được hai hệ cực kỳ quan trọng đó là đất và giác đấu. Đây là hai hệ nguy hiểm có độ phủ sóng lớn nhất trong thế giới Pokemon. Pokemon hệ bọ đặc biệt khó nhằn khi mà kết hợp với hệ thép, khi đó chúng nó chỉ có một điểm yếu duy nhất là hệ lửa, trong khi vẫn có thể kháng và miễn nhiễm được tổng cộng 9 hệ. Đây là một trong những song hệ được đánh giá là xịn nhất. Chúng ta có 3 hội quán và phòng huấn luyện chuyên về hệ bọ. Đầu tiên ở thị trấn Azalea vùng Johto với thủ lĩnh là Bugsy, được mệnh danh là cuốn từ biển sống về côn trùng. Thứ hai là hội quán thành phố Castelia vùng Unova với thủ lĩnh là chàng họa sĩ Burke. Và hội quán thứ ba nằm ở thành phố Santalun với thủ lĩnh là Viola, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Hệ bọ cho đến thời điểm này khá đáng buồn khi không có một Pokemon huyền thoại nào mà chỉ có một Pokemon huyền ảo đó là Genesect. Đây vốn là Pokemon tiền sử đã bị tuyệt chủng, nhưng Team Plasma đã hồi sinh nó từ hóa thạch với tham vọng tạo ra Pokemon mạnh mẽ nhất từng tồn tại. Team Plasma đã gắn thêm một khẩu pháo lên lưng của Genesect. Khẩu pháo này có thể được cài đặt thêm phụ kiện để nó có thể sử dụng chiêu thức Technoblast với các hiệu khác nhau. Lý thuyết là thế, nhưng điều này sẽ tốn một slot trang bị mà tác dụng lại quá ít cho nên không ai dùng đến cái tính năng này cả. Hiển nhiên đây sẽ là Pokemon mạnh nhất của hệ bọ, và thực sự thì nó cũng rất là mạnh nói chung luôn. Đó chính là bởi vì song hệ bọ thép mà chúng ta vừa mới nói lúc nãy chỉ có một điểm yếu và kháng 9 hệ, khiến cho cái thể lực ở mức trung bình khá của nó vẫn có thể trở nên cực kỳ khó loại bỏ. Tuy Genesect không xuất hiện trong các giải đấu bởi vì nó là một Pokemon huyền ảo, nhưng cái song hệ này vẫn tồn tại ở rất nhiều Pokemon khác như là Scizor, Durant và Excavalier, và là lý do tại sao anh em nên có một chiêu hệ lửa cho đội hình của mình. Đặc tính Download cho phép Genesect tối ưu hóa khả năng công kích vốn đã rất cao khi được tung ra. Nếu như Pokemon đối diện với nó có chỉ số thủ vật lý thấp hơn thủ đặc biệt thì Genesect sẽ được tăng một bậc công vật lý. Ngược lại, nếu như thủ đặc biệt của đối thủ thấp hơn thì nó sẽ gia tăng công đặc biệt. Hệ thống chiêu thức đa dạng và mạnh mẽ của nó cũng cho phép nhiều lối đánh khác nhau ở cả hai mảng. Nó có những chiêu thức hữu dụng như là U-turn, Iron Head, Extreme Speed, cho đến những chiêu bổ trợ phủ sóng như là Bolt Beam, Flamethrower để xử lý những con Genesect khác, hay là cả Explosion để làm một màn dễ chết hoành tráng với hy vọng là kéo theo được một đối thủ quan trọng. Tuy nhiên, điểm yếu của Genesect là mức tốc độ khiêm tốn của nó. Tuy không thể nói là tệ hay là gì, nhưng vẫn là mức dễ bị vượt mặt và câu máu trước khi nó có thể tấn công. Ngoài ra thì các chiêu thức hệ bọ và thép vẫn bị kháng bởi khá là nhiều kèo, còn những chiêu bổ trợ thì cũng không mang hết cùng một lúc được. Đặc biệt, một điều là Genesect không có một chiêu nào để đặc trị Pokemon hệ lửa. Nhưng đấy là lúc chúng ta cần đến những người đồng đội phải không nào? Team có 6 con cơ mà. Không nên hiểu là nếu muốn hạ con này thì chỉ cần một mồi lửa là xong, mà nên hiểu là cần phải có lửa thì mới có thể dễ dàng chống lại nó.
nhiều Pokemon của hệ bọ xuất hiện khá sớm ở đầu game để cho người huấn luyện mới sử dụng. Trong số đó có những loài tiến hóa rất sớm như là Caterpie, Weedle, Wurmple. Chúng phát triển thành hình thái tiến hóa thứ 2 ở level 7 và tiến hóa lên hình thái thứ 3 ở level 10. Chậm hơn một tí thì có em Scatterbug tiến hóa ở level 9 và 12. Dạng tiến hóa cuối cùng của những Pokemon này cũng không phải là mạnh mẽ gì so với mặt bằng chung, nhưng so với những đối thủ mà người chơi gặp vào thời điểm đầu game thì chúng vẫn có chỉ số cao hơn hẳn và thường sẽ bị thay thế vào những giai đoạn sau này. Trong những loài vừa nói trên, dạng tiến hóa của Scatterbug là Vivillon khá đặc biệt bởi vì nó có đến 20 dạng hoa văn trên cánh với đủ loại màu sắc rực rỡ. Những hoa văn này sẽ xuất hiện dựa trên vị trí địa lý của người chơi lúc gặp nó hoặc là lúc tiến hóa nó. Nên chú ý là vị trí theo thế giới thực của chúng ta chứ không phải vị trí ở trong game nhé. Rồi thì có những loài Pokemon bọ với nhiều dạng tiến hóa, ví dụ như là loài Wurmple mà tôi cũng vừa nói ở trên, có thể tiến hóa thành một trong hai dạng là Silcoon hoặc Cascoon, rồi từ đó sẽ trở thành Beautyfly hoặc Dustox. Việc một con Wurmple sẽ tiến hóa thành dạng nào đã được cố định ở trong ID riêng của từng con một, anh em sẽ không thể thay đổi hay là kiểm soát nó. Nếu như con Wurmple của anh em tiến hóa thành dạng không mong muốn thì chỉ có cách là đi bắt con khác mà thôi. Rất may mắn là con này tiến hóa cũng nhanh cho nên cũng không có vấn đề gì quá lớn. Gần đây nhất trong giới thiệu game Pokemon Legend Arceus, chúng ta đã được biết đến một nhánh tiến hóa mới của Scizor, đó là Cleaver, mang hệ bọ và đá. Vậy là cùng với dạng tiến hóa vốn có là Scizor hệ bọ thép thì Scizor cũng đã chính thức có hai dạng tiến hóa khác nhau. Chúng nó còn có những điểm gì khác biệt nữa thì chúng ta phải chờ đến đầu năm 2022 game ra mắt thì mới biết rõ hơn được. Đã nói đến tiến hóa thì chắc chắn không thể không nhắc đến Shedinja. Đây có lẽ là một trong những Pokemon đặc biệt nhất thế giới bởi vì bản thân của nó có rất nhiều thứ độc nhất vô nhị. Thứ nhất là cái đặc tính độc quyền khiến cho chỉ những chiêu thức khắc hệ mới có thể đánh trúng nó. Thứ hai là cái chỉ số thể lực cũng độc nhất vô nhị. Và thứ ba là cái cách vô cùng đặc biệt để có được nó. Shedinja có thể hiểu là một dạng tiến hóa của con Nincada nhưng mà cũng không hẳn. Bởi vì nó không trực tiếp tiến hóa lên từ Nincada mà là cái phần vỏ còn sót lại sau khi mà Nincada tiến hóa thành Ninjask như kiểu là vessel lột xác vậy. Cái con Shedinja này sẽ tự động xuất hiện trong đội hình của anh em sau khi mà Nincada tiến hóa, với điều kiện là đội hình phải còn một chỗ trống và trong cặp cần phải có ít nhất một quả Pokeball. Thì nó bắt buộc phải là Pokeball đấy, chứ không tính bất kỳ một loại báu nào khác. Cái điều kiện Pokeball này chính ra là được thêm vào ở Gen 4, chứ còn cái hồi Pokemon này mới ra mắt ở Gen 3 thì Shedinja sẽ copy cái quả bóng chứa của con Nincada. Đây là cách duy nhất để có một con Shedinja ở trong quả bóng khác. Một trường hợp nữa của hệ bọ có sự đặc biệt trong tiến hóa đó là hai loài Karrablast và Shelmet. Hai loài này là thiên địch của nhau trong tự nhiên, với Karrablast là kẻ đi săn, còn Shelmet là con mồi, do cái chất axit mà Karrablast nhả ra có thể làm tan chảy lớp vỏ cứng của Shelmet. Khi hai Pokemon này được trao đổi với nhau thì Karrablast trong quá trình trao đổi sẽ cướp mất cái vỏ của Shelmet để tiến hóa thành Excavalier. Còn Shelmet sau khi mất đi lớp vỏ nặng nề thì tiến hóa thành Excelgor và trở nên nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Tuy rằng sau khi lấy được cái vỏ thì Excavalier mang song hệ là bọ và thép, nhưng con Shelmet khi vẫn còn vỏ thì cũng chỉ mang đơn hệ bọ mà thôi. Đây là hai loài Pokemon duy nhất cần phải trao đổi chính xác với nhau để có thể tiến hóa. Ngoài ra thì còn một số trường hợp Pokemon bọ tiến hóa dựa vào giới tính, ví dụ như loài Burmie, con đực sẽ tiến hóa thành Motim hệ bọ và bay. Con cái thì tiến hóa thành Wurmadam, mang hệ bọ đất, bọ cỏ hoặc là bọ thép, tùy theo cái hình dạng của con Burmie lúc tiến hóa. Còn hình dạng của Burmie thì sẽ thay đổi tùy vào cái môi trường chiến đấu của nó. Loài Combi thì chỉ có những con cái mới có thể tiến hóa thành Vespiquen, còn những con đực thì mãi mãi vẫn chỉ làm kiếp ong thợ mà thôi. Cái loài này thì nó cũng chỉ có đến thế cho nên không có gì nhiều để nói lắm. Mang tiếng là cái hệ duy nhất có thể khắc chế được hệ siêu linh vào thế hệ đầu tiên, nhưng vào hồi đấy thì hệ bọ cũng chỉ có 4 chiêu, mà 4 chiêu cũng chẳng mạnh. Thậm chí mấy Pokemon bọ mạnh nhất thời đấy lại không học được. Cho đến những bản sau thì đã bắt đầu xuất hiện những chiêu thức mạnh hơn. Như ở mảng đặc biệt thì có hai chiêu cùng mang sức mạnh là 90, đó là Bug Buzz, chiêu thức âm thanh với 10% khả năng giảm một bậc thủ đặc biệt của đối thủ. Và Pollen Puff, chiêu thức đa dụng sẽ gây sát thương nếu dùng vào đối thủ, hoặc sẽ hồi một nửa cây máu nếu như sử dụng lên đồng đội. Bên mảng vật lý chúng ta có Mega Horn, chiêu thức hệ bọ có sức mạnh cao nhất thời điểm hiện tại là 120.
Chiêu thức ưu tiên của hệ bọ là First Impression là chiêu mạnh nhất trong những chiêu thức ưu tiên với sức mạnh lên đến 90, nhưng chỉ có thể dùng được một lần ngay sau khi Pokemon sử dụng được tung ra sân. Cơ chế giống như là Fake Out vậy, nếu muốn dùng tiếp thì sẽ phải rút về rồi ra lại. Cái chiêu này đến thời điểm hiện tại thì cũng có rất ít Pokemon có thể học được. Chiêu hút máu Leech Life là chiêu thức hệ bọ được buff mạnh nhất trong lịch sử. Vốn xuất hiện từ thế hệ đầu tiên với sức mạnh chỉ có 20 thôi và sẽ phục hồi sinh lực cho Pokemon sử dụng bằng một nửa sát thương gây ra. Lên đến thế hệ thứ 7 thì chiêu này được tăng sức mạnh lên tận 80, tức là gấp 4 lần. Nhìn animation thì trông như đang cắn, nhưng chiêu này lại không được tính là một chiêu cắn, thế cho nên không được tăng sức mạnh bởi đặc tính Strong Jaw. Và dĩ nhiên, không thể không nói đến chiêu thức phổ biến nhất của hệ bọ, đó là U-turn. Được sử dụng bởi bất kỳ Pokemon nào có khả năng học được nó nhờ hiệu ứng vừa gây sát thương vừa đổi Pokemon trong cùng một lượt, giúp cho người sử dụng có thể giữ được nhịp độ trận đấu, thay đổi chiến thuật mà vẫn không bị lỗ một lượt tấn công. Còn nhiều chiêu thức nữa có tác dụng tương tự như thế này như là Flip Turn hay là Volstrick. Nhưng U-turn là chiêu được tin dùng nhất bởi vì nó không bị kháng bởi bất kỳ một thứ gì ngoài con Shedinja. Cho dù đợt tấn công của hệ bọ có bị đến 7 hệ kháng đi nữa thì cấu được một chút máu vẫn có thể phá được Focus Charge và vẫn đổi được Pokemon về là thành công rồi. Về những chiêu tương tự như là U-turn và lý do tại sao chúng nó lại mang đến lợi thế thì tôi đã có riêng một video, anh em nào chưa biết có thể tham khảo trong đường link trong phần mô tả nhé. Về những chiêu thức hiệu ứng của hệ bọ thì chúng ta có thể kể đến Rage Powder, chiêu thức bào tử có tác dụng hút đợt tấn công của đối thủ về phía mình để bảo vệ đồng đội trong đấu đôi. Một trong những chiêu thức làm nên tên tuổi của con Among Us mà mấy lần trước tôi cứ nhầm nó là hệ cỏ, nhưng thật ra nó là hệ bọ anh em ạ. Rồi thì chúng ta có Quiver Dance, một trong những chiêu thức gia tăng chỉ số lợi hại nhất khi mà cùng một lúc tăng cả công đặc biệt, thủ đặc biệt và tốc độ. Đây là chiêu thức khiến cho chúng ta liên tưởng ngay đến con Volcarona vì nó quá nổi tiếng. Khi mà anh em chỉ cần lỡ để cho con Volcarona đối thủ nó nhảy múa một lần với chiêu này thôi thì trò chơi của anh em khả năng cao là kết thúc. Cuối cùng là Sticky Web, chiêu thức giải cạm bẫy lên sàn đấu có tác dụng giảm một bậc tốc độ của những Pokemon phe địch khi chúng được tung ra sân và dẫm lên, tạo lợi thế tốc độ cực kỳ lớn cho Pokemon sát thương chủ lực của anh em có thể càn quét. Những Pokemon hệ bay hoặc có đặc tính Levitate hoặc là mang theo trang bị Heavy Duty Boots sẽ không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng này, mặc dù là bị tơ dính vào giày thì vẫn phải chậm đi chứ nhỉ. Ok, hầu hết các chiêu thức của hệ bọ sẽ biến thành Savage Spin Out khi kết hợp với Buginium Z. Khi Dynamax, chúng sẽ biến thành Max Flutterby với tác dụng là giảm một bậc tấn công đặc biệt của đối thủ khi đánh chúng. Chỉ có duy nhất một chiêu G-Max của hệ bọ, đó là G-Max Befuddle của Gigantamax Butterfree, có tác dụng là gây tê, nhiễm độc hoặc là ru ngủ đối phương nếu như đánh chúng. Và đại khái, đó là tất cả những gì mà tôi có thể gói gọn lại về hệ bọ trong video này. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi đến tận đây và cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ. Pokemon hệ bọ yêu thích của anh em là gì? Hay là anh em thuộc tuýp sợ côn trùng? Hãy cùng chia sẻ phía dưới cho mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ thì, peace!